Mọi người, thì buổi sáng hôm nay thì hai anh em cũng đi lên rừng uống trà xong rồi thì cũng đi lên rừng đi tới chỗ cây ươi mà năm trước mình cũng đã từng lấy nó rồi, mình cũng từng ăn nó rồi. Thì mùa này thì là mùa của cây ươi nó ra trái, thì bây giờ mình sẽ lên chỗ cây ươi đó mình lấy trái. Mình biết chỗ rồi thì giờ chỉ lên nó lấy thôi, đúng mùa rồi thì mình lên coi như là mình thu hoạch nó thôi. Của trái ươi thì lúc mà nó rụng xuống đất á, thì không có mưa thì nó còn ở đó, mà mưa thì nó nở ra. Mà bây giờ lên thì dưới gốc không có thì mình lên cây mình lấy. Trương Gia Lang bị sao đó, Gia Lang chảy máu rồi kìa. Bị trúng cây. Bên này này. Bên này cũng bị nè. Bên kia chảy máu nhiều hơn kìa. Trúng cây. Đặc tính của cây ươi thì cây rất là to, mà lấy trái thì rất là khó. Năm thì mới cho một lần lấy trái, thì có mấy người thì đi lấy ươi thì chặt cây luôn không được, nên lấy ươi thì cố gắng mà trèo lên để lấy trái thôi, đừng nên chặt cây để còn mùa sau mà thu hoạch. Cũng như Già Làng nói thì những người đi hái ươi trong rừng đi thu hoạch ươi về bán này cả nhà, thường thì họ đốn cả cây để thu hoạch trái, bởi vì cây rất là to và khó thu hoạch, và làm như vậy thì sẽ làm cho ươi càng ngày càng tận diệt. Hai anh em thì đi lấy, chỉ cố gắng lấy được phần nào thì lấy, chứ không có lấy như những người thợ rừng cả nhà nhé. Chỗ đó nó cao lắm, đã tới được cây rồi cả nhà, nhưng mà không dễ gì để hái đâu. Ở dưới gốc có trái rớt nè, qua đây xem, qua đây xem nè, di chuyển qua xem trái ươi nha cả nhà. Được nhiều không Gia Lan? Không có. Đây nè, trái đây nè, rớt xuống lá thì cái này mới rớt nè. Những trái ươi mà vừa khi rụng mà không gặp mưa thì mới còn nha cả nhà. Khi gặp mưa thì nó sẽ nở ra ngay, nó gặp nước là nó sẽ nở ra hết và sẽ hư ngay. Cho em xem thì Già Làng có nhiều không Già Làng? Còn có ít thôi. Được vài hạt này cả nhà này. Ở trên kia thì rất là nhiều luôn. Đây đúng là mùa của nó rồi. Đây. Ở dưới đây, để mình trèo lên hái xem. Cây cao lắm, Già Làng ở trèo nổi không vậy? Không biết trèo thì có trèo được chứ. Đây cả nhà, cây rất là to luôn, nhưng mà không biết là có trèo lên hái nổi hay không. Cây cao, cây to gì cũng trèo được. Khuyến cáo mọi người đi lấy trái ươi thì nên cố gắng trèo. Mọi người muốn trèo được cây to mà ôm không nổi thì mọi người lấy đinh đóng vô rồi trèo lên, chứ đừng có nên chặt cây để cây cho lớn trái thì mùa sau còn lấy. Cẩn thận nha Gia Làng. Món này thì dành cho Jerry và Lucy thì có vẻ hợp lý hơn cả nhà. Lần sau nếu đi thu hoạch trái ươi này về bán cho mọi người thì hai anh em sẽ đem theo đinh 10 để đóng để dễ trèo hơn cả nhà. Cây to này trèo rất là nguy hiểm. Hôm sau phải huấn luyện cho Lucy và Jerry đi hái ươi thôi cả nhà. Lucy cũng đi theo Già Làng này. Lucy. Lucy. Sao lại
Đã khó vất vả rồi mày Lucy còn làm gì vậy Lucy? Khó lắm mọi người ơi. Hãy cố gắng trèo thôi, nghỉ tí đã. Ui, tới rồi. Tới rồi trời. Mệt lắm, mệt lắm. Lucy nó đủ cái lên tới đây luôn rồi. Nhiều lắm mọi người ơi. Đây cái này. Cây rất là cao cả nhà này. Ui. Tôi rồi. Dạ làng bỏ túi, dạ làng ơi đừng có ném xuống này, ném xuống này nó lẫn vào lá em lượm, em nhặt không được đâu ạ. Rồi tranh thủ xuống đi anh, đi xuống cẩn thận nha. Từ từ nghĩ cho khỏe tí rồi tuột xuống. Cây rất là cao và to cả nhà. Cắt hết da rồi. Cây cao mà nhỏ thì dễ trèo hơn, còn cây mà cao mà to như thế này thì trèo mà không có dụng cụ hỗ trợ thì rất là khó trèo. Vất vả cho già làng quá. Cây to thì lên thì mệt, xuống thì khỏe. Hái được nhiều không vậy làng? Cũng có ít trong tí thôi. Đủ ăn hôm nay. Thu hoạch ơi, thật là vất vả cả nhà. Muỗi rừng mùa này thật là kinh khủng cả nhà, đứng quay phim mà cắn khiếp thật. Ui, tè tua rồi. Đây. Vất vả quá, cho già làng quá. Được nhiều không già làng? Một túi là thôi. Dạ. Đây mọi người. Cũng được khá là nhiều cả nhà này. Tôi đi ra kia đi già làng ơi, đứng đây mũi quá. Tê tả hết rồi mọi người ơi. Chân thì chảy máu, ra máu rồi. Ra máu hết. Vất vả quá cho già làng quá, trầy xước hết rồi. Đi rừng thì mặc quần dài vô thì đi nó không ảnh hưởng tới da thịt. Còn mặc khố thì lúc leo cây thì rất là khó. Nhưng mà cũng cố gắng mặc khố để tôn vinh cái vẻ đẹp truyền thống của dân tộc mình cho mọi người ở Việt Nam cũng như là người ở nước ngoài xem thấy biết mình là một người con của Tây Nguyên. Hôm nay chỉ thu hoạch một ít này thôi nha cả nhà, để đủ dùng cho hôm nay thôi. Trái ươi thì thực tế là dùng rất là tốt cho sức khỏe, và nhất là mùa hè này thì có khả năng giải nhiệt rất là tốt, đem lại rất là nhiều vitamin có lợi cho cơ thể. Nhưng mà thu hoạch thì khá vất vả vì hai anh em đi vào rừng sinh tồn không có mang theo dụng cụ gì nhiều để trèo hái. Lần sau sẽ quay lại đây để thu hoạch nhiều hơn để chia sẻ lại cho cả nhà dùng nhé. Bây giờ thì hai anh em dẫn mọi người đi xem cây chuối mùa côi. Nếu mà có hoa chuối thì lấy tạm một cái về ăn chống đói ngày hôm nay. Còn trái ươi đây thì ăn chuối xong thì làm một món tráng miệng. Ngày hôm nay đi anh em đi tìm trái ươi và chuối mùa côi để cho cả nhà xem. Và tối nay anh em mình mới đi đặt bẫy để tìm thêm thức ăn để tăng chất đạm nha cả nhà. Đi thôi già làng ơi. Mọi người ơi, đây là một cái võng mà thiên nhiên cho hai đứa anh em nằm nghỉ một tí đã. Nghỉ ngơi một tí đã cả nhà, nãy chui vào trong rừng sâu trong kia. Muỗi kinh khủng thật. Mọi người ơi, trên đây là trước kia hai anh em cũng đã từng đi tới rồi. Thì đặc tính của cây chuối mùa côi thì nó ở gần đây. Ở gần đây là nó có độ ẩm. Độ ẩm thì cây chuối mùa côi hay mọc. Ôi, có một cái võng rất là tuyệt vời luôn.
Jerry, Jerry, Lucy. Ê, thấy không? Chui một côi kìa. Hai cây. Để quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đây cả nhà. Đây là buồng chuối một côi này. Cả nhà thấy cái buồng nó rất khác với lại chuối rừng bình thường cả nhà nhé. Rất là xa. Bụi rậm rất là khó vào. Bên kia một buồng nữa cả nhà này. Hai buồng luôn. Đây, chưa một cây đây, đúng tới rồi. Kia có một cây mà chưa có buồng kìa. Bây giờ mình lấy một cây nhỏ này thôi. Lấy búp một cây nhỏ này, hoa chuối một cây nhỏ này thôi. Lấy về nướng ăn à chị Lan? Ừ. Còn một cái bên này thì mình để cho nó ra trái. Đây cả nhà được hai buồng nhưng mà già làng nói là chỉ lấy một buồng thôi nhé. Còn một buồng thì để dành lại để cho ra trái chứ không ăn. Lấy chỉ vừa đủ ăn thôi. Đây mọi người có thấy không? Chuối mùa côi này thì nó đang ra trái ở trong. Nó đang ra trái ở trong đây. Mọi người thấy không? Đó, nó đang ra trái ở trong đó. Trái còn nhỏ thôi. Mình sẽ để cho cái này nó ở đây ra trái. Rồi mình sẽ lấy cây nhỏ hơn. Ồ, cây mồ côi trong đây có nhiều lắm. Ở chỗ đây là cái ổ của nó. Cây chuối mồ côi. Tại sao gọi nó là mồ côi thì nó chỉ ở một mình thôi, không ở với cây chuối nữa. Thì đây là cây chuối mồ côi. Kia là buồng của nó. Cái đây nhỏ hơn cây bên kia. Mình sẽ lấy cây hoa chuối nhỏ này về nướng ăn thử. Rồi bên kia thì để cho nó ra buồng. Không biết là nó khi nó ra buồng có đến tay mình lấy hay không thì điều đó thì không cần biết. Riêng ai thì người đó lấy thôi. Mình để đó mà người khác lấy thì cũng coi như riêng mình không có. Cứ để cho họ lấy cũng được. Nhưng mà vô rừng thì phải bảo vệ tài nguyên của rừng, không nên chặt phá quá nhiều. Ăn thì không ăn thì cũng để cho người khác ăn nữa. Chứ đừng dành ăn một mình thì không tốt. Như trong clip uống trà hôm trước mình có giới thiệu với cả nhà về dược tính của trái chuối mồ côi này. Và hôm nay hai anh em cũng khá vất vả để đi tới ở chỗ này để quay cho mọi người xem cận cảnh về cây chuối mồ côi. Và như già làng lúc nãy có giới thiệu với mọi người thì cây chuối này nó mọc chỉ một mình nó thôi. Cho nên được gọi là chuối mồ côi. Và giá trị dinh dưỡng ở trong quả chuối này thì rất là tuyệt vời cả nhà. Không những về giá trị dinh dưỡng mà là một bài thuốc rất là tốt cho những người bị thận. Hôm nay anh em mình đi lên rừng hái trái ươi và cũng khá là mệt rồi. Cho nên hôm nay chỉ dùng tạm một cái hoa chuối này nhé cả nhà. Xung quanh đây thì rất là nhiều. Thực sự là khai thác một cái hoa chuối như thế này để về ăn thì rất là uổng. Nhưng mà vì đói quá cả nhà nên phải tạm dùng thôi. Thì cây chuối mồ côi đang thời kỳ trưởng thành ra buồng ra trái thì cây chuối rất là đẹp luôn. Cây thì còn xanh, bông lá thì vẫn còn xanh. Nhưng mà bây giờ mình xin lỗi chuối thì mình phải lấy chuối ngay bây giờ thôi. Không lấy sớm thì cũng lấy muộn thôi. Chuối sinh ra thì để cho mọi người ăn chuối. Khi mà
chặt chuối thì mình phải chặt cái bụng của nó, con bụng của nó trước, thì nó ngã xuống thì nó không bị hư chuối. Chứ mình chặt bên lưng thì nó ngã xuống rất là nhanh, thì chuối sẽ hư cái buồng. Còn đây thì nếu mà chặt nhanh xuống thì hư cái hòa. Xin phép mọi người mình lấy chuối nghe. Thực sự để khai thác một cái bông hoa chuối mùa khô như thế này để về ăn thì rất là tiếc mọi người ạ. Nhưng mà hai anh em hôm nay cũng không có gì ăn nên đành phải dùng tạm thôi. Để cho nó ra buồng thì thu hoạch thì sẽ hay hơn. Khi mà mình chặt cái bụng thì chuối nó xuống từ từ thôi mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Rồi. Chuyện đó là mình tới, mình chặt chuối được rồi, mình lấy được rồi. Trái đang ra nè mọi người ơi, thấy không? Trái đây. Trái đây. Trái đây. Có nhiều trái lắm. Trái này thì mình về mình nướng ăn cũng được. Đây, trái đây, một lớp lá này là một ngàn trái của chuối. Chuối đẹp quá, chuối xinh quá. Thực sự là cái buồng chuối của cây chuối mồ côi này nhìn vẻ đẹp rất là quyến rũ cả nhà. Nhìn như là một búp hoa sen khổng lồ vậy. Nguyên một màu xanh. Rồi, bây giờ lấy chuối thôi. Mình lấy chuối tận dụng cây lá của nó. Thì về mình lót làm chỗ ngồi ăn. Đi về gần tới nhà rồi mọi người ơi. Đó, nhà trên dốc đó. Đây là nhà này của hai anh em mình đây cả nhà. Mà nhà này tiếc một điều là không có biển số nhà. Không có tên đường. Và cũng không có một địa danh cụ thể. Hôm nay thì hai anh em lấy được một ít trái ươi với chuối mồ côi. Thì đi vô trong rừng thì ở trong rừng thì cũng có lúc thì có nhiều, có lúc thì không có. Nhưng mà mình ăn xài thì cũng phải dè chừng chứ không có tiêu xài như ở thành phố được. Không xài sang thì mình ăn nhưng mà phải để dành. Mình không ăn lần sau thì có người đi rừng sau, người ta có để ăn. Người ta cũng giống mình thôi, người ta cũng đi rừng muốn có gì đó để ăn, để đỡ đói. Thì mình cũng như họ thôi, giống như để dành cho những con thú rừng nó ăn. Thì không nên hoang phí nha mọi người. Chặt chuối xong thì cái lá thì anh em chúng tôi còn tận dụng được làm mâm để ăn, lót để trái, lót để làm mâm cơm. Đã về tới nhà rồi cả nhà. Từ sáng tới giờ hai anh em lang thang trên rừng cũng rất là đói rồi, và bây giờ về nướng tạm cái hoa chuối này lên ăn và ngâm trái ươi ra để ăn kèm với hoa chuối nướng nha cả nhà. Mọi người xem trái chuối mồ côi còn nhỏ này, rất là dễ thương. Đây mọi người, hạt của nó khi mà già thì nó màu đen như lúc hôm anh em chúng tôi đưa cho mọi người thấy, nhưng còn non thì nó là màu trắng. Thơm. Về nhà thôi cả nhà ơi. Ngôi nhà này tạm thời đặt là ngôi nhà không tên nhé cả nhà. Và đường thì đặt là đường Già Làng, và số nhà thì tạm lấy tên là Tùng Lắc ạ. Bây giờ là lúc chế biến món ăn mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái để đựng nước ngâm trái ươi
Trong rừng thì chỉ có dùng lỗ ô là chủ yếu. Ở nhà thì có son, có nồi, có thầu, có đầy đủ. Nhưng trong rừng thì dùng lỗ ô là chủ yếu. Hạt ươi này thì ngâm rất là nhanh lửa nha mọi người ơi. Tầm cỡ 5 phút là được rồi. Chừng này thì hai anh em lấy cũng nhiều đấy. Nhưng mà hôm nay thì lấy một nửa này ra thôi là đủ đầy ống đây rồi. Nhìn vậy thôi chứ nó rất là nở nhiều. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây rồi đi lấy nước ngâm nó. Đây mọi người ơi, ngâm từ nãy giờ thì chắc cũng được cỡ 5 đến 7 phút rồi. Thì ơi nó nở ra như thế này. Bây giờ thì mình nhặt cái vỏ với lại cái hạt của nó ra thì mình sẽ dùng được. Như hai anh em ở trong rừng thì không có cái gì để bỏ vô hết, thì chỉ ăn không không như thế này thôi. Mọi người ở nhà thì có điều kiện thì có đường thì bỏ vô, thì với có đá thì bỏ vô ăn rất là ngon mọi người ơi. Đây bây giờ thì mình lấy cái hạt của nó ra. Mình lấy hạt của nó ra thì còn lại thì mình ăn hết. Khi sau khi nhặt bỏ phần hạt và phần vỏ thì còn lại là cơm của trái ươi nha cả nhà. Ở trong rừng thì không có mang theo đường nên ở nhà nếu mọi người có dùng quả này thì mọi người dùng với đường phèn. Rất là tốt nha cả nhà, nên dùng với đường phèn vì sẽ rất là mát. Anh em mình ở trong rừng thì không có đường phèn nhưng anh em mình sẽ dùng với mật ong. Ngày hôm nay thì chỉ có trái ươi và hoa chuối mồ côi nha cả nhà. Anh em mình sẽ dùng bữa trưa với lại trái ươi trước, còn hoa chuối thì sẽ dùng cho tối nay. Cái này mà có đường nữa thì bỏ vô ăn rất là ngon mọi người ơi. Thường thì cái hạt ươi này nó chỉ hợp ăn với đường phèn thôi. Thì mấy anh em thì đi rừng thì có mang theo một ít gia vị, với kèm theo là một ít mật ong mà mấy anh em đã từng đi lấy. Nên là hôm nay là chỉ đổ mật ong vô trộn đều rồi ăn thôi. Khi nhặt vỏ với hạt xong rồi thì bây giờ cho mật ong vô thôi mọi người ơi. Đổ mật ong vô là mình ăn thôi. Ở nhà nếu mọi người dùng hạt ươi này mà không có mật ong thì dùng với đường phèn nha cả nhà. Vì đường phèn sẽ tốt hơn là đường cát bình thường. Mùa hè này mà dùng hạt ươi này thì rất là mát. Rồi xin mời mọi người ăn trưa cùng với hai anh em mình nha. Trong rừng thì không có món gì đâu, chỉ lấy được gì thì ăn lấy thôi. Hôm nay thì ăn hạt ươi với trộn chung với mật ong mọi người. Mời cả nhà dùng bữa trưa với hai anh em mình nhé. Còn phần chuối mồ côi kia thì hoa chuối mồ côi thì sẽ dùng cho tối nay. Tối nay hai anh em mình sẽ lên rừng và đặt bẫy để tìm ít thức ăn cho ngày mai. Ngon không Già Làng? Ngon lắm. Tới Già Làng ăn mà em thèm quá. Rất là ngon mọi người ơi. Thơm. Mời cả nhà dùng bữa trưa trong rừng với anh em mình với món trái ươi nha cả nhà. Trái ươi với mật ong. Chán luôn hả? Dạ. Xin mời cả nhà nhé. Ngon quá. Thơm ngon lắm mọi người ơi.
chuối này thì để tối hai anh em ăn cái này, còn mấy trái thì mình sẽ đây trái đây mọi người, trái này thì mình sẽ phơi khô rồi mình sẽ ngâm rượu luôn trái này, thơm lắm, rất là thơm luôn. Ngày mai hai anh em mình trở lên cái cây ươi đó để thu hoạch ươi hay sao, giờ làm cái này được sau coi mai không làm gì thì được, ở đây thì mình muốn đi kiếm đồ ăn, kiếm thức ăn thì đi, còn không thì lên lấy ươi cũng được, để xem thử. Cũng có rất nhiều bạn khán giả muốn hỏi hai anh em để mua trái ươi này, thì sau clip này thì hai anh em sẽ đi thu hoạch trái ươi về để chia sẻ cho mọi người nhé. Mọi người ai có nhu cầu sử dụng trái ươi này thì cứ để lại comment dưới video, hoặc là kết nối với lại số điện thoại của Tùng là số điện thoại 0946787208 nha cả nhà. Ở đầu video phía intro Tùng có để số điện thoại của mình rất là rõ, mọi người có muốn đặt hàng để mua hàng gì thì cứ liên hệ với hai anh em. Anh em sẽ chủ động và liên hệ lại cho mọi người và để ship cho mọi người nhé. Thật sự là mùa hè này thì dùng cái này rất là tốt cho sức khỏe cả nhà này, rất là ngon. Anh em mình chỉ ăn với mật ong đã thấy ngon rồi, nếu ở nhà thì mọi người nên dùng với đường phèn nhé. Hai anh em đi vô rừng thì sẽ gặp những cái gì đều lấy để về mà chia sẻ lại cho mọi người cùng thưởng thức, ví dụ như là những cây nấm linh chi này, rồi là hạt ươi này. Trên mùa măng thì mình cũng sẽ đi lấy măng phơi khô để gửi đi mấy nơi xa cho mọi người cùng thưởng thức những hương vị từ núi rừng của Tây Nguyên, chứ không phải hàng giả hàng nhái. Mọi người cứ phải tin tưởng hai anh em mình là những mặt hàng ở đây là chỉ đi lấy trong rừng về thôi. Ở đây ươi thì rất là nhiều luôn, lúc nãy mấy anh em đi là chỉ lấy được đủ ăn thôi, chứ còn nếu mà mọi người ai muốn ươi thì hai anh em sẽ đem theo bao, đem theo đùng để đóng kèo lên cho nó dễ, chứ bữa nay thì không mang theo một cái gì, đùng kèo rất là khó. Cả nhà có sử dụng sản phẩm của hai anh em thì cứ yên tâm, bởi vì 100% là hàng rất là chuẩn rừng cả nhà nhé. Từ mật ong cho tới hạt ươi hoặc là nấm linh chi thì hai anh em không phải là thương mại về vấn đề này, chỉ thu hoạch để bán thêm kiếm thu nhập thôi. Mọi người có sử dụng sản phẩm của hai anh em thì cứ tuyệt đối tin tưởng hai anh em, và tất cả sản phẩm anh em mình chỉ bán theo mùa. Mùa mật thì anh em mình sẽ đi lấy mật vào tháng 3 tháng 4, và tới mùa ươi xay khoảng tháng 4 tháng 5 tháng 6 đi thì có ươi xay rất là nhiều, và tháng 7 tháng 8 thì đi thì sẽ có nấm linh chi. Bên cạnh đó anh em mình có sản xuất thêm một ít rượu gà nữa để gửi cho mọi người uống. Như rượu gà anh em sản xuất ra là chuẩn men lá nha cả nhà, chứ không phải là những cái men ngoài thị trường đâu, men từ lá cây, cho nên là mọi người khi sử dụng các sản phẩm của hai anh em thì mọi người cứ tuyệt đối tin tưởng và tuyệt đối sử dụng sẽ rất an toàn với mọi người, mọi người đừng lo ngại gì cả. Thực ra thì làm team YouTube này thì hai anh em cũng có muốn một cái sự gắn kết cùng với tất cả mọi người ở nơi xa, cùng chia sẻ trải nghiệm những món ăn rừng núi. Và ở Tây Nguyên thì tới mùa nào thì hai anh em đi thu hoạch, đi lấy được thì chia lại cho mọi người, thứ nhất để mọi người trải nghiệm, và sau đó thì hai anh em cũng muốn có thêm đồng tiền thu nhập để trang trải cuộc sống